Cuộc sống bận rộn đòi hỏi chúng ta phải ghi nhớ nhiều thứ, những lưu ý về sức khỏe, lịch trình công việc, học tập, mục tiêu tương lai, các mối quan hệ cá nhân và vô vàn những điều khác nữa. Bullet Journal ra đời là một hệ thống ghi chép hoàn chỉnh, sáng tạo, khoa học, sẽ giúp bạn lưu giữ quá khứ, sắp xếp tổ chức hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai. Chào bạn, mình là Ngọc Anh. Cảm ơn bạn đã đến với thế giới nhỏ của mình. Cùng lên kế hoạch với Ngọc Anh nhé. Thời gian trôi qua nhanh quá. Vừa mới đến Tết thôi mà đã sắp hết tháng 2 rồi. Chúng mình cùng lên ý tưởng cho Bullet Journal tháng 3 nhé. Tháng 3 của mình với theme chủ đạo là ngọn núi và những cây thông. Mình biết là hình ảnh này sẽ khiến mọi người liên tưởng đến mùa đông lạnh lẽo. Nhưng mà mùa đông Hà Nội năm nay cũng không lạnh lắm. Nhưng vì mình thích nên thôi mọi người cứ liên tưởng đến Tết nắng bân đi vậy. Về bản chất thì Bullet Journal là sự kết hợp của sổ ghi chép, sổ lên kế hoạch, danh sách những việc cần làm và nhật ký. Nó thực sự là một công cụ tuyệt vời, có khả năng giúp bạn tự quản lý bản thân và tối đa hóa hiệu quả công việc. Khi đến với nhật ký hàng ngày thì mình luôn thêm vào cuốn sổ tay của mình tracker theo dõi những thói quen tích cực. Có vô vàn các ý tưởng khác dành cho bạn như là danh sách mua sắm, những cuốn sách đã đọc, nhật ký ngủ nghỉ, chi tiêu, du lịch hay thậm chí là nhật ký giảm cân, detox. Nếu ai mà cũng nhạy cảm như mình thì mood swing là việc đều đặn như nhảy dây, nên phần theo dõi sức khỏe tâm lý thực sự rất là hiệu quả. Vì cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công mà. Tiếp theo tới phần yêu thích của mình, nhật ký biết ơn. Hàng ngày mình sẽ viết vào đây 1 đến 2 điều nhỏ nhặt tạo ra nguồn năng lượng tích cực trong mình. Đơn giản chỉ là việc bạn nghe một bản nhạc hay, ăn một món ngon, biết ơn những khoảnh khắc còn được ở bên cạnh người thân yêu của mình. Hay chỉ đơn giản như việc mình sinh ra được là một con người. Luyện tập kỹ năng này cũng giống như thiền định vậy, sẽ giúp mình sống trân trọng giây phút của hiện tại, điềm tĩnh và an nhiên hơn. Nhật ký hàng ngày sẽ là công cụ bạn sử dụng thường xuyên nhất. Với phương pháp Rabbit Logging, ghi lại những công việc, danh sách sự kiện, những ghi chú cần thực hiện trong ngày một cách ngắn gọn và khoa học. Trước nhật ký hàng ngày, chúng mình còn có nhật ký tương lai, nhật ký hàng tháng. Nhật ký tương lai thường được set up từ đầu năm là lịch trình cho những sự kiện xảy ra trong vòng 6 tháng sắp tới và các mục tiêu dài hạn. Nhật ký hàng tháng sẽ giúp bạn lưu ý các sự kiện, thời hạn cho một tháng cụ thể và danh sách các công việc của tháng đó. Nghe qua thì có vẻ rất là phức tạp phải không nào? Nhưng thực ra rất là đơn giản. Nếu mọi người muốn mình làm video chi tiết về những phần cơ bản, các phương pháp làm việc với Bullet Journal thì comment bên dưới cho mình biết nhé. Sau khi nắm được các phần cơ bản và cách thức vận dụng của Bullet Journal, bạn có thể tỏa sức sáng tạo theo phong cách và sở thích cá nhân. Pinterest là một kho tàng ý tưởng vô cùng phong phú. Lên ý tưởng cho tháng 3 lần này, vẽ cây thông rất là dễ và lại còn xả stress một cách hiệu quả nữa. Nhưng có một điều mình chắc chắn, đây là setup tốn mực nhất của mình từ trước đến giờ. Vậy là hoàn thành rồi, tới phần flip through nào. Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.